Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, gần đến ngày gọi là lễ Noel 25 tháng 12, trách nhiệm của phụ huynh Phật tử trước lễ Noel cần phải có những điều sau đây. Một, giải thích cho trẻ biết Giáng sinh, Noel là ngày sinh của thần mặt trời, được Thiên Chúa giáo vay mượn làm ngày sinh của Ngài Giêsu. Là Phật tử, chúng ta không nên ăn theo, ăn ké lễ này. Ăn ké Giáng sinh là xúc phạm tâm linh của chính mình. Khi quy y Tam Bảo, chúng ta phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Pháp chúng con nguyện trọn đời không quy y theo ngoại đạo tà giáo. Nếu chúng ta hướng ngoại cầu huyền, vui theo lễ trọng của ngoại đạo, thì chúng ta đã phản lại lời nguyện của tự thân. 2. Không mà dắt con trẻ đến nhà thờ xem lễ, vì đó là nguy cơ dẫn đến con em chúng ta bị cải đạo. 3. Không mua nón Noel hay quà tặng con vào dịp lễ Giáng sinh, chỉ tặng vào dịp lễ Phật đản. 4. Phật tử có trách nhiệm dạy con rằng khi ai mời con đội mũ Noel lên đầu, cứ lịch sự nói: xin lỗi, con đạo Phật, dù trong học đường hay bất cứ nơi đâu. 5. Tập cho con đi chùa, tìm hiểu kỹ về cuộc đời Đức Phật qua sách vở, phim ảnh, truyện tranh. Đó là tập cho con em chúng ta giữ lòng tự trọng và có lập trường ngay từ nhỏ. Nếu phụ huynh Phật tử muốn con mình lớn lên trong ánh sáng từ bi của chư Phật, được vậy là quý vị đã làm tròn trách nhiệm của người Phật tử. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý vị huynh trưởng gia đình Phật tử, quý vị chúng trưởng các đạo tràng, quý thiện hữu tri thức hoan hỷ phổ biến rộng rãi đến toàn thể Phật tử và con em gia đình Phật tử chúng ta bằng mọi hình thức. Chân thành cảm niệm công đức quý Ngài và quý liệt vị. Cũng mà nhân lễ Noel mừng Giáng sinh, mình xin có đôi điều tồi tà một chút. Nhiều năm qua và nhất là năm nay, tại Mỹ Quốc, một quốc gia đa thần giáo là Kitô giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành, một số lớn hệ thống truyền thông, radio, TV, báo, các cửa tiệm và thiệp chúc Tết đã không còn dùng cụm từ Merry Christmas, mừng Chúa Giáng sinh, thay vào đó là hàng chữ Happy Holiday, chúc những ngày lễ vui vẻ, hay Season Greeting, mùa chào mừng, hoặc Happy New Year, chúc mừng năm mới. Xin xem một vài phóng ảnh thiệp chúc Tết, kể cả thiệp của Tổng thống Bush và phu nhân. Cuối bài: từ năm 2004, chính quyền địa phương tiểu bang Colorado và một số bang khác ở miền đông nước Mỹ còn đi xa hơn là ngăn cấm không cho treo hay viết chữ Merry Christmas trên cửa sổ của các tòa nhà công cộng. Chương trình tin tức thế giới World News vào lúc 6 giờ 30 tối thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2006 tại California của đài truyền hình số 7 ABC cho thấy một số cây Noel được trưng bày tại sảnh đường phi trường Seattle, bang Washington, phải bứng ra khỏi nơi công cộng vì bị dân chúng phản đối. Người điều hành chương trình của đài BBC buổi tối, ông Chuck Gibbon, tường thuật quan cảnh này bằng cụm từ Christmas, G-Bikhan, Christmas hoặc cây Giáng sinh trở thành chiến tranh Giáng sinh. Tại Nam California, vùng của những người Việt Nam ở, những căn phố thương mại như Hollywood, trung tâm đô thị và các vùng dân nghèo, mùa lễ cuối năm đèn ngôi sao, hoa bằng giấy trang hoàng đẹp đẽ. Trái lại, những vùng dân cư khá giả trên những ngọn đồi
rất ít nhà treo đèn kết hoa. Vùng Beverly Hills, hầu hết dân tài tử ở, mỗi căn nhà trị giá tối thiểu vài triệu Mỹ Kim. Mùa gọi là Giáng sinh, nhưng cũng chỉ có độ 10% những căn nhà treo đèn kết hoa mà thôi. Tại sao vậy? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Trước hết, không ai biết ngày Giê-xu sinh ngày nào. Còn ngày 25 tháng 12 là ngày tế thần mặt trời của một số bộ tộc ở miền Trung Đông xa xưa. Khi Kitô giáo đã chọn ngày này, 25 tháng 12 cuối năm dương lịch, để kỷ niệm sinh nhật ngày Giê-xu. Chính thống giáo chọn ngày 6 tháng 1 đầu năm. Còn Do Thái giáo và Hồi giáo tuy thờ cùng một Chúa với Kitô giáo, dĩ nhiên không kỷ niệm ngày nào cả, vì hai tôn giáo này không tin vào sự hiện hữu của một Chúa cứu thế. Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi sinh hoạt truyền thống này. Một, chính phủ và người Mỹ nói chung rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Vì dân chúng Mỹ có nhiều tín ngưỡng khác nhau, nên chính quyền không muốn làm phiền lòng những người không phải Kitô giáo trong các ngày lễ có tính Kitô giáo. Nói nôm na theo kiểu bình dân, Chúa của ông thì ông thờ, ông tôn vinh trong nhà hay trong phạm vi thánh đường. Chứ đây là chỗ công cộng cho tất cả mọi người với các tín ngưỡng khác nhau. Đừng ép tôi phải nói, phải nhìn, phải theo cái mà tôi không thích, không tin. Hai, trên phương diện thần học và tín lý, chúng ta thấy có những bất ổn đạo đức của vấn đề suy tụng về ngài Giê-xu. Thật vậy, theo tín lý tam vị nhất thế mà Tòa Thánh Vatican dạy cho chúng tín đồ rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một, thì ngài Giê-xu vừa là Cha, cũng là Con và còn là Chồng Chúa Thánh Thần của bà Maria, nghĩa là một người mà có ba vai trò, ba nhiệm vụ. Cũng theo tín lý và cách nhìn như thế thì ngài Giê-xu là Chúa Thánh Thần giao hợp với mẹ để đẻ ra mình. Trong cái vòng lẩn quẩn lẩm cẩm mà giáo hội đã vô tình dạy như thế, thì ngài Giê-xu là một người loãng luôn, nói theo kiểu người Việt Nam, đã chăn gói với chính mẹ ruột của mình. Có lẽ vì lịch sử về ngài không được trong sáng, nên ngài Giê-xu không được dân chúng trong các quốc gia tân tiến trân trọng kỷ niệm ngày sinh nhật nữa. Ba, theo Kinh Thánh Cựu Ước cuốn Number Dân Số Ký chương 31, Chúa Cha God ra lệnh cho ông Maisen đem binh lính đi cướp của giết người, đem súc vật và gái trinh về chia nhau. Đức Chúa Cha bảo ông Maisen chia cho ngài một phần trong các chiến lợi phẩm chiếm được và 32 cô gái còn trinh trong số 32.000 cô bị bắt trong trận chiến. Như thế cũng mà theo thuyết tam vị nhất thể nói trên của Tòa Thánh, thì chính ngài Giê-xu là người ra lệnh cho ông Maisen đi cướp của giết người và đem cái trinh về chia nhau. Một người mà chính Thánh Kinh Do Thái giáo hội xác tín và cho biết như thế, thì việc tổ chức sinh nhật của ngài long trọng cũng có phần cấn cái. Quý vị rất dễ dàng tìm đọc và kiểm chứng trong Thánh Kinh sự kiện tôi vừa nêu. 4. Trong cuốn Malachi chương 2, ngài Giê-xu cũng bảo: nếu các người không nghe lời ta và không có tấm lòng để làm rạng danh ta, thì ta sẽ nguyền rủa các ngươi. Hãy nhớ rằng ta sẽ làm ung thối dòng giống các ngươi và trát phân lên mặt các ngươi. Ngài Giê-xu phát ngôn như thế cũng khó lòng gây được thiện cảm với những người muốn tổ chức lễ sinh nhật để vinh danh ngài. 5. Lúc tìm thấy vô số những chuyện lạ trong Thánh Kinh, những người giảng đạo viện dẫn rằng giáo hội không thừa nhận cựu ước mà chỉ căn cứ vào tân ước mà thôi. Nhưng nếu không thừa nhận cựu ước thì thuyết sáng tạo, thuyết tội tổ tông
nằm trong đó phải bị loại bỏ toàn bộ. Vậy thì Ngài Giê-xu không cần phải giáng trần để chuộc tội cho nhân loại như giáo hội rao giảng. Nếu giáo hội chỉ căn cứ vào tân ước thì chúng ta cũng có thêm rất nhiều vấn đề để thảo luận. 6. Một trong những vấn đề là theo cuốn Thánh Kinh Tân Ước Matthew chương 15 đoạn 21 đến 28. Lúc các môn đồ xin Ngài chữa bệnh cho con của một bà người Canaan, Palestine ngày nay bị quỷ ám, chính Ngài Giê-xu đã trả lời: Cha ta sai ta xuống trần chỉ để cứu giúp người Do Thái mà thôi. Còn tất cả con người trên trái đất này là những con chó, nên ta không có nhiệm vụ. Như thế thì việc kỷ niệm sinh nhật Giê-xu không dính dáng gì đến những con chó, không phải là dân Do Thái. Về đoạn kinh Tân Ước nêu trên, lúc dịch ra tiếng Việt, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1997, trang 104, ta thấy người dịch cố tình dịch sai để lạc dẫn người đọc. Xin quý độc giả nên có bản tiếng Anh hay tiếng Hy Lạp để đối chiếu đoạn tôi vừa dẫn. Trên đây chỉ là vài thí dụ trong vô số những điều lạ về Ngài Giê-xu được mô tả trong Thánh Kinh để giải thích tại sao người dân có trình độ cao và hay trọng đạo đức trong thế giới Tây Phương ngày nay càng lạnh lùng với Kitô giáo và thay đổi tâm tư về việc kỷ niệm ngày sinh của Giê-xu. Tuy nhiên, một câu hỏi cần đặt ra là với một lịch sử không rõ ràng và khó chấp nhận của Ngài Giê-xu như thế, tại sao lễ Noel lại được tổ chức rầm rộ trên thế giới và Vatican lại có cả tỷ tín đồ? Xin trả lời rằng không khí rộn ràng trong những ngày cuối năm dương lịch thực chất chỉ là biểu hiện phần nổi của các chiến lược thương mại để bán hàng. Thật vậy, ngay cả Nhật Bản, một quốc gia chỉ có 1% theo Tin Lành, số tín đồ Công giáo không đáng kể. Còn lại đa số Phật giáo và thần đạo, nhưng họ tổ chức Noel rất rầm rộ, thậm chí còn hơn cả các nước theo Kitô giáo để bán hàng. Có thể nói đây là mùa kinh doanh, business season, chứ chẳng phải để mừng Ngài Giê-xu ra đời. Còn về số lượng tín đồ trên thực tế ở kích thước toàn cầu, hầu hết các tín đồ Kitô giáo là những thành phần nghèo và ít học tại châu Mỹ Latin, châu Phi và một thiểu số tại Á Châu. Phi Luật Tân và 6% dân số tại Việt Nam, họ theo đạo để có gạo mà ăn và nghe lời hăm dọa về địa ngục và hoặc hứa hẹn về thiên đàng của những giáo sĩ và những điều mà giáo hội dạy rằng, chứ họ không biết gì về điều lạ trong Kinh Thánh. Lúc đã bị cải đạo và trở thành những con chiên cuồng tín, số tín đồ này khó lòng thoát khỏi cái thầm lòng tâm lý và vật chất của giáo hội. Hơn nữa, trước đây tòa thánh cấm không cho con chiên đọc và dịch Thánh Kinh ra tiếng. Các nước khác trên con chiên cứ nhắm mắt nghe và tin theo lời người rao giảng, chứ không bao giờ chịu cân nhắc, suy nghĩ và phán đoán. Nhưng dần dần với đà tiến triển về tri thức, khoa học và triết học, tòa thánh không cấm nổi nữa, nên các học giả và nhiều chức sắc của giáo hội đã nghiên cứu và cho thấy vô số chuyện lạ trong Thánh Kinh. Cũng nhờ sự phanh phui này mà tín đồ các quốc gia tân tiến ngày càng bỏ đạo, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn dưới đây. Theo báo USA Today số ra ngày 11 tháng 8 năm 2005, tại Âu Châu, đặc biệt là các quốc gia tân tiến như Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, số tín đồ đi lễ nhà thờ ít hơn 10%. Giáo hoàng Benedict XVI là rất đau khổ mà than thở rằng các giáo hội Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu đang suy thoái dần. Con người nơi đây không có dấu hiệu là họ cần đến Thượng Đế. Ngay cả việc cần đến Giê-xu lại còn ít hơn nữa. Ông nói với các giáo sĩ người Ý, những giáo hội được gọi là truyền thống có vẻ như đang dễ chết. Tóm lại,
trong lúc thế giới văn minh Tây Phương đã và đang bỏ dần Công giáo và Tin lành ra khỏi đời sống hàng ngày, thì các quốc gia đang phát triển như Việt Nam lại lượm đặt cái mà thiên hạ đang phế thải. Tại Việt Nam, năm 2005, ngoại trừ báo Nhân dân viết về Giáng sinh, một mà cách khả dĩ chấp nhận được, nhiều tờ báo khác còn tung hô ngày lễ này hơn cả thời chính quyền Công giáo trị Mỹ Diệm. Họ có thái độ tung hô Giáng sinh như một quốc lễ, tạo ra và cổ động một không khí như đây là ngày lễ của toàn dân Việt Nam, bất chấp trong nước có trên 90% dân chúng không phải là Công giáo và Tin lành. Phải chăng cổ suý một cách thiếu ý thức như thế để chứng tỏ là Việt Nam có tự do tôn giáo, hay muốn chứng tỏ dân ta văn minh hơn Tây, hơn Mỹ? Nhưng những tờ báo này đã vô tình vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của các tín đồ những tôn giáo khác. Chúng ta tôn trọng niềm tin và quyền của người Kitô giáo trong việc vinh danh sự ra đời của Ngài Giê-xu. Nhưng nhà nước Việt Nam, những cơ quan truyền thông và nhà nước và của những người không thuộc đạo Kitô giáo không có lý do gì để vô tình vinh danh Ngài Giê-xu một cách thiếu ý thức như thế, vừa chứng tỏ trình độ hiểu biết thấp kém của chúng ta, vừa biểu lộ hành xử bất bình đẳng trong chính sách tôn giáo của nhà nước. Ngoài ra, biết bao công lao xương máu của chiến sĩ và nhân dân cán bộ đã hy sinh để đánh đuổi thực dân giành độc lập cho Tổ quốc, vốn bị đô hộ bởi những thế lực nghe lời và tiếp tay cho các giáo sĩ thừa sai người Pháp để tôn thờ và vinh danh Ngài Giê-xu quá đáng. Nhắc lại điều này không phải để khơi lại đống tro tàn, nhưng chúng ta cần hiểu biết quá khứ để xây dựng hiện tại và định hướng tương lai. Thẳng mạng vài suy nghĩ như trên để những ai có tư tưởng sai lầm và lỗi thời nên thận trọng lúc viết, để tránh việc vô tình có lợi cho ngoại bang dưới chiêu bài tự do tôn giáo, nhằm tạo cảnh nội chiến cho quê hương trong tương lai. Nhiều nước ở Phi Châu, châu Mỹ Latin, Ái Nhĩ Lan hoặc như Nam Thái Lan và chiến tranh Iraq hiện nay, những bài học trong quá khứ vẫn chưa xóa nhòa trong ký ức của nhân loại. Tám cái cuộc gọi là thánh chiến là các tòa hình án cho những người sùng mộ Ngài Giê-xu một cách cuồng tín, đã mang theo sinh mạng của trên 200 triệu người trong đệ nhị thế chiến, 700.000 người xếp bị giết, 6 triệu dân Do Thái cũng bị thiêu sống. Và những cuộc chiến tranh lớn nhỏ trên quả đất này cho đến ngay cả hiện nay phần lớn đều xảy ra cho những người sùng mộ và vinh danh Ngài Giê-xu. Tại Mỹ, mỗi năm có 2 ngày lễ lớn, lễ tạ ơn và Noel. Lễ tạ ơn Thanksgiving vào ngày thứ 5 của tuần lễ cuối tháng 11 dương lịch. Ngày lễ này chúng mà đúng ra nên hiểu là ngày lễ để tri ân những người mọi da đỏ đã giúp những người từ Âu Châu di cư đến tân thế giới Mỹ đang bị đói khát trong thời gian mới đến, và họ được người thổ dân da đỏ cứu giúp. Thay vì nên cảm ơn người giúp mình, họ lại cảm ơn một ông God nào trên trời và giết nhiều người da đỏ. Con số ước lượng không chính xác trên Google là khoảng 20 triệu người thổ dân bị bệnh và người mới đến lập nghiệp giết để chiếm đất. Trong số này khoảng 2 triệu thổ dân. Ngày lễ tạ ơn cũng là ngày đau thương vì khoảng 40 triệu con gà Tây bị giết để mua vui cho dân chúng. Ngày Noel tại Mỹ chỉ có chưa đến 50% cho rằng đây là ngày lễ tôn giáo, số còn lại cho đó là ngày lễ truyền thống mà thôi. Dẫu nghĩ cách nào thì thực tế lịch sử cũng đã cho thấy Ngài Giê-xu ra đời hoặc sự hiện diện cái tôn giáo mà Ngài được xem là giáo chủ đã giết trên 200 triệu người qua cái gọi là tám cuộc thánh chiến. Tòa hình án giết người, các tín ngưỡng, các cuộc săn lùng phù thủy và tòa rập hoặc dẫn đầu các phong trào chiếm thuộc địa và chiến tranh chiếm thuộc địa.
Do đó, ngày lễ Noel nên được xem như là ngày lễ trọng đại để cầu nguyện cho trên 200 triệu sinh linh chết oan, vô tội do trực tiếp hay gián tiếp mà giáo hội Cơ Đốc giáo đã gây ra. Phải chăng lúc nào những tín đồ trực tiếp hay gián tiếp thờ God biết ăn năn sám hối và cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội bị chết oan thì thế giới có thể hòa bình an lạc? Bài viết tội tài của mình đã kết thúc. Mong các bạn xem nghe và có một cái tư duy đúng đắn về những ngày lễ cảm ơn Thanksgiving và Noel thật đúng đắn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.